Thấy hàng bánh này nhiều người xếp hàng mua nên cũng ghé ăn thử xem sao. Nhìn thì cái bánh có vẻ khá hấp dẫn đấy, nhưng chưa kịp thưởng thức thì một cơn gió to thổi đến, cuốn theo cái bánh của tôi rơi xuống đất. Trong đầu đang nghĩ ủa gì xui vậy, miếng ăn gần tới miệng còn bay đi, ông trời à, còn nhiều cái con chưa thèm nói đâu nhá.